Xin chào anh em đã quay trở lại thế giới Mobile Legends của Top Mỡ để chúng ta cùng đến với series đọc truyện audio huyền thoại lục địa Minh Minh. Ở trong chương truyện trước, Benedetta và Brody đã xuất hiện trước mặt của tội Wan Wan. Phía trong Tiên Lâm thì đang bị tấn công. Đứng trước tình hình hỗn loạn đến như vậy thì bỗng một kỹ năng được thi triển. Đó chính là mũi tên vực thẳm được phóng ra. Nó lao thẳng về hướng của Brody. Liệu rằng những gì Brody đã nói ở chương trước không có quan hệ gì tới hắc ám là đúng? Hãy cùng đón xem chương thứ 41 ở trong tập truyện này với tên gọi Độc Phong Nữ Chủ. Cái đầu quỷ bay thẳng về hướng của Brody, nhưng Benedetta đã nhanh chóng cầm thanh katana của mình lướt đến bên cạnh Brody và đồng thời hét to: "Ăn miếng trả miếng!" Tất cả đứng bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy một đường kiếm khí lóe lên và lập tức cái đầu quỷ bị đánh bật về hướng khác. Lúc này giọng nữ đầy ma mị vang lên: "Các người sẽ phải trả giá vì đã giam cầm ta." Một vòng tròn ma thuật với các cổ tự của tinh linh xuất hiện giữa không trung, và từ đó một người con gái, nói đúng hơn đó là một nữ tinh linh với làn da nhạt cùng mái tóc dài bạc trắng. Cô ta đội một cái vương miện với hai cái sừng vàng vểnh về phía sau. Búa đấm tinh linh của cô ta cũng được kết hợp bởi hai màu đen và vàng. Nơi hai cùi trỏ của cô ta là hai lưỡi dao vàng nhọn. Karina lúc này đã được Rafaela trị thương nên cô đã hồi phục. Karina bước đến chắn trước mặt của cô gái tinh linh và Benedetta cùng với Proti, nói bằng một giọng tha thiết: "Selina, chị xin em hãy dừng lại đi. Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được." Selina nhìn về phía Karina và nói bằng một giọng lạnh lùng: "Dừng lại ư? Tại sao ta phải dừng lại? Ta tự hỏi năm đó, khi các ngươi quyết định đem hiến tế ta cho quỷ vực để đổi lấy nguồn gốc sức mạnh hắc nguyệt, thì các ngươi có dừng lại nghe ta van xin không?" Karina nghe vậy thì chỉ biết im lặng nhìn Selina bằng ánh mắt pha lẫn hối hận và đau xót. Lúc này thì Irithel lên tiếng: "Selina, cô không nên nói vậy. Cô có..." Irithel chưa kịp nói hết câu thì Selina đã quát lên: "Tại sao ta lại không nên nói vậy? Ta tự biết là hơn ai hết, ta có quyền nói câu đó. Các ngươi có hiểu được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của một tinh linh nữ mới lớn như ta khi bị đưa vào quỷ vực không? Ta vẫn còn nhớ như in từng cơn âm phong đã không ngừng tấn công, cắt xéo da thịt. Xung quanh ta là tiếng ma gào quỷ khóc, luôn trực chờ nhào vào ăn thịt ta. Nhưng cũng may, ma thần quỷ vực đã thương hại cho hoàn cảnh của ta. Ngài đã chọn ta trở thành người kế thừa sức mạnh vĩ đại của ngài. Với hắc ám chi ấn, ta đã hạ gục những con quỷ mạnh nhất để thống trị một cõi quỷ vực và lãnh đạo quân đoàn ma pháp của quỷ tộc." Irithel nghe vậy thì thúc cô mèo mình đang cưỡi và hét to: "Quyền lực nữ hoàng!" Con mèo hống to và tạo ra những luồng xung kích âm thanh tấn công về phía của Selina. Selina thấy vậy thì lộn ngược về phía sau tránh đòn. Lúc này Irithel mới nói: "Cô đã bị lừa rồi. Cô có biết khi cô bị bắt cóc bởi những tinh linh sa đọa, chị cô đã khổ sở như thế nào trong cái quá trình đi tìm cô hay không? Karina đã gặp quá nhiều trắc trở và xém mất mạng. Nếu như Nguyệt Thần xạ thủ không kịp ứng cứu thì cô ta đã không còn tồn tại trên đời này nữa." Selina nghe nói vậy nhưng không hề tỏ ra một chút động lòng mà còn tỏ ra giận dữ hơn. Cô gầm lên: "Dối trá, tất cả chỉ là một sự dối trá, bấu lên thượng cổ!" Selina hét xong thì cô tỏa ra hắc quang và hình dạng của cô trở nên vô cùng quỷ dị và hung ác hơn, với 10 cái móng tay của cô mọc dài ra thành những cái vuốt nhọn hoắt. Sau khi biến hình, cô hét to: "Nhát cào chí mạng, tấn công chớp nhoáng!" Selina lao vào tấn công Irithel. Karina thấy vậy thì hét to: "Tránh mau, nữ vương Irithel!" Tuy nhiên, Karina nhận ra Irithel lúc này đã bị choáng và đứng yên tại chỗ. Karina chỉ kịp nói trong vô vọng: "Ai đó, hãy làm gì nhanh đi, nữ vương Irithel đã trúng mũi tên vực thẳm rồi." Wan Wan và tất cả vô cùng bất ngờ nên không kịp phản ứng. Ngay chính lúc ngàn cân treo sợi tóc thì từ trên không, vô vàn những mũi tên hình cánh bướm màu tím bắn xuống liên tục, kèm theo một giọng nữ: "Mưa tên!" Selina do không kịp phòng bị nên hứng chọn đòn mưa tên và bị trói chân tại chỗ. Ngay lúc đó, Irithel đã thoát khỏi tình trạng làm choáng nên cũng nhận ra việc gì đã diễn ra. Irithel nói trong xúc động: "Chiến binh huyền thoại của tinh linh tộc, nguyên thần xạ thủ Mia, cô đã quay lại." Đáp lại lời của Irithel là một con bướm màu tím khổng lồ xuất hiện từ trên không, đập cánh phát ra những bụi lân tinh màu tím, và những bụi lân tinh bắt đầu tỏa sáng rực rỡ để rồi tụ lại thành hình người. Và đến khi hào quang tắt đi thì trước mặt của tất cả là một nữ tinh linh mặc bộ chiến y màu tím hở ngực vô cùng gợi cảm. Cô ta khoác trên mình một tấm áo choàng cổ cao có phần đuôi được thiết kế bằng chiếc lông vũ sắc tím xanh sặc sỡ của thiên huyền điểu, một loại chim đến từ thần giới. Và nơi cầu vai của cô ta là một cặp cánh chim bằng tử ngân đang tỏa ra tử quang lấp lánh. Cô gái này có mái tóc màu tím dài cột hình đuôi ngựa, được cố định bởi những cánh chim thiên huyền điểu kết thành hình tử lan hoa. Cô ta cầm một cây cung kết bằng huyền thiết ngàn năm và lông vũ của thiên huyền điểu. Lúc này, cô gái tinh linh, hay còn được biết đến với cái tên là Nguyệt Thần xạ thủ Mia, mới cất giọng nói: "Selina, nữ vương Irithel nói đúng đấy.
Và ta chắc nếu cô nhớ rõ cảm giác sợ hãi nơi quỷ vực năm xưa thì cô hẳn cũng sẽ không quên lúc cô nguy hiểm nhất và sợ hãi nhất. Từ trong tâm cô tỏa ra một luồng lam quang sức mạnh đã bảo vệ cô cũng như đấu tranh để giành giật sự sống, đúng không? Selena nghe vậy thì nói ngay: đương nhiên là ta nhớ, vì lúc đó chính là thánh ân của quỷ vực ma thần, ngài đã sai Lam Ma đến bảo vệ che chở cho ta. Mia cười khẩy và nói: hả, cô đúng là một đứa bé tinh linh ngây thơ. Selena nghe vậy thì gầm lên tức tối và nói: cô không được xúc phạm quỷ vực ma thần đại nhân, mũi tên vực thẳm. Selena bắn một cái đầu quỷ về phía của Mia. Tuy nhiên, khi đầu quỷ sắp chạm vào Mia thì cô đã biến mất, và khi Selena kịp định thần lại, Mia đã đứng trước mặt của mình, chĩa tên thẳng về phía cô và nói: ta nói có gì sai mà cô lại tức giận? Hơn nữa, cô làm ta thất vọng quá khi cô nhận tên ma thần đó là ân nhân. Selena nghe vậy thì định tung thêm một mũi tên vực thẳm trực diện về phía của Mia, nhưng Mia đã lên tiếng cảnh báo: ta khuyên cô không nên manh động, vì phân thân của ta không nương tình đâu nếu cô động sát cơ. Lúc này, Selena mới nhận ra là quả thật phía sau lưng của cô đang có thêm một Mia khác, một phân thân tinh linh cũng chĩa tên về phía cô. Selena biết Mia không hăm dọa mình nên thu tay lại. Lúc này, Ngộ Không lên tiếng: khá đấy, tinh linh xạ thủ, cô cần ta giúp tay chứ? Ngộ Không vừa nói vừa tình tiến gần đến chỗ của Mia thì bị một mũi tên bắn đến trước mặt của Ngộ Không. Mia nói bằng một giọng lạnh lùng: con khỉ kia, ta biết người rất giỏi phép thuật, nhưng tam tiễn của ta dư sức hạ gục người trước khi người dùng pháp thuật, và đây là chuyện của tinh linh tộc nên hãy để bọn ta tự giải quyết. Ngộ Không nghe vậy thì nổi xung, tính cãi lại thì Quan Quan đã kịp chạy tới kéo Ngộ Không lại và ra hiệu là hãy quan sát xem sao. Chính vì vậy, Ngộ Không đã không hề nói gì thêm mà ôm thiết bản đứng nhìn. Lúc này Mia mới nói tiếp với Selena: cô có biết thứ lam quang năng đã bảo vệ cô năm đó là gì không? Đó chính là Phước Lành Nguyệt Thần, một nguyệt thần ma thuật thượng cổ mà chị cô đã phải hy sinh chính mình để tạo ra nhằm bảo vệ cho cô. Selena nghe vậy thì nói trong ngờ vực, tuy nhiên giọng nói của Selena có phần hơi lắp bắp: cô nói láo, không thể như vậy được. Mia điềm tĩnh kể: ta không hề nói láo, năm đó Dạ Hành Kiếm Tiên cố trong vô vọng và nghe đến truyền thuyết Lãnh Địa Thần, cô ta đã bất chấp tất cả tiến vào Nguyên Tiên ảo ảnh. Tại đó cô ta đã phải chiến đấu với cái hung thú thượng cổ đến gần mất mạng. Cũng may lúc đó ta đang ở gần nên kịp ứng cứu, nếu không thì... Selena tiếp lời: cô nói láo, không thể như vậy được. Tuy nhiên lúc này Nana đã lên tiếng: cô nên tin Mia, vì tôi chính là nhân chứng, năm đó tôi cũng đã ở đây. Selena nhìn về phía Nana và trong ánh mắt của cô lúc này hiện ra một sự phân vân hoang mang đến tột cùng. Lúc này, ngay chính thời điểm quan trọng nhất, một giọng nam vang lên kèm theo một đòn tấn công năng lượng hình ánh trăng đánh về phía của Mia. Hắc Nguyệt Lệnh Chú. Mia do không phòng bị nên bị trúng đòn trực tiếp và bị đánh văng về phía sau. Lúc này giọng nam vang lên: hãy giết chết Tử Hồ Điệp Mia ngay, độc phòng nữ chủ Selena. Selena như bừng tỉnh và cùng nhận ra phân thân của Mia đã biến mất khi Mia bị tấn công, nên Selena hóa quỷ lao theo truy sát. Tuy nhiên, khi sắp chạm vào Mia thì Selena đã bị hóa thành Monila, với người làm việc đó không ai khác chính là Nana. Nana lúc này lên tiếng: cô nghĩ ta lại để cho cô làm hại bạn của ta chắc? Cô thật cứng đầu Selena ạ. Tuy nhiên, Nana chưa kịp nói hết câu thì một cái vòng tròn ma thuật màu tím với vô số những cổ tự kỳ lạ xuất hiện dưới chân của Nana, tỏa ra một kinh lực kinh hồn đánh thẳng vào Nana, khiến cho Nana thét lên đau đớn gục xuống. Harry thấy vậy thì dùng tuyệt kỹ dịch chuyển thời không lao đến giải cứu cho Nana. Nhưng khi đến gần pháp trận, tốc độ của Harry bị chậm lại ngay. Wanwan thấy vậy thì nói trong ngạc nhiên: chuyện gì đang diễn ra thế? Mertis cùng với Odette và Minotaur cùng lắc đầu vì không hiểu việc gì đang diễn ra. Nhưng ngay chính lúc này, Raphaela thốt lên: đó chính là tuyệt kỹ Lãnh Địa Nguyệt Thần của tinh linh vương Estet. Đáp lại lời của Raphaela là một giọng nam trầm vang lên: ta có lời khen cho cô vì đã nhận ra tuyệt kỹ của ta đấy, Bách Hoa Tiên Tử Raphaela ạ. Từ dưới đất, một dấu hình trăng khuyết màu tím xuất hiện, và từ dấu hiệu đó trồi lên một người đàn ông. Người đàn ông này có làn da trắng sáp như tử thi, với mái tóc ngắn màu đen và phần mái thì nhuộm tím. Giữa trán của ông ta là một dấu ấn hình tròn với bốn đường thẳng nhỏ bao bọc xung quanh. Ông ta có một đôi mắt màu đỏ máu vô hồn. Đi đôi với sự lạnh lùng vô hồn đó là một bộ đồ của các giả kim thuật quý tộc màu tím viền vàng, với phần áo choàng cổ cao được kết bằng lông chim màu tím. Phía sau lưng của ông ta là một pháp trận màu tím đang xoay tròn với những ký tự kỳ dị. Trên tay phải ông ta là một cuộn dấp da màu tím với hai đầu là hai viên thạch anh màu tím đang tỏa ra hào quang. Còn tay trái là một cây viết bằng lông chim cũng màu tím nốt. Khi nhìn thấy ông ta thì Karina, Irithel, Mia, Raphaela và Nana cũng nói trong thảng thốt: tinh linh vương Estet. Tinh linh vương Estet lúc này cúi chào tất cả và nói: thật ra thì ta không phải là tinh linh vương mà các người đã từng biết. Các người nên gọi ta là linh mục hắc ám thì hơn. Hơn nữa, ta nghĩ các người đã quấy rối khá nhiều rồi, nên ta sẽ khiến cho các người dừng lại ở đây. Mertis nghe vậy thì nói trong ngạo nghễ:
Tên tử thi nhà ngươi thì làm gì được ta? Linh mục Hắc Ám lúc này mới nói. Với ngươi thì ta không cần trực tiếp ra tay. Linh mục Hắc Ám nói xong thì vẫy cây viết lông trên tay, lập tức cuộn giấy da bên tay phải bay ra và mở ra. Linh mục Hắc Ám viết một câu gì đó trên cuộn giấy da rồi hét to: Thổ giao, hãy xuất hiện. Lập tức dòng chữ tỏa sáng và từ đó một con rắn khổng lồ với phần mang phồng ra như hai cái cánh rơi, với phần tiếp là những gai nhọn màu tím, dọc theo hai bên cơ thể của con rắn là các chi nhọn hoắt, nhìn vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên con rắn không hề đi một mình, mà bên cạnh nó là một con rắn nhỏ hơn nhưng hình thù tương tự, trông vô cùng dị hợm và hung ác. Hai con rắn xuất hiện thì gầm lên khiến cho cả tiên lâm chấn động. Mertis thấy vậy thì đứng chắn trước mặt của Wan Wan và nói: Chủ tử, hãy để tôi giải quyết hai con quái vật này. Tuy nhiên Ngộ không kịp lên tiếng: Ngươi không phải đối thủ của thổ giao đâu. Thổ giao chính là một trong các con hung thú thượng cổ, hay còn được biết tên với cái tên mãng xà tinh, là vua của các loại xà tinh. Con quái này quá sức đối với ngươi rồi. Hơn nữa, tên khách không mời đang đến, nó hợp với ngươi hơn đấy, Asura Vương. Ngộ không vừa dứt lời thì một mũi thương từ đâu bay đến kèm theo một giọng nam: Mũi giáo hủy diệt. Giao tranh sẽ được nổ ra tại tiên lâm và một nhân vật nữa sẽ lại xuất hiện. Đây là điều không thể tránh khỏi. Liệu rằng cả hội Wan Wan có đánh bại được tinh linh vương Aestet không? Diễn biến của cuộc chiến ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong chương tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.